cô thân ái chào mừng các em đã quay trở lại với khóa học khoa học tự nhiên lớp 8 trên trang web olm vn trong video này thì cô và các em sẽ cùng nhau thực hành về máu và hệ tuần hoàn nhé nội dung bài thực hành gồm 3 phần chính phần thứ nhất sơ cứu cầm máu phần thứ hai cấp cứu người bị đột quỵ và phần thứ ba Đo huyết áp. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần đầu tiên nhé. Sơ cứu cầm máu. Cô mời các em quan sát hình ảnh trên đây. Em hãy quan sát thật kỹ và cho biết trong hình ảnh này thì đâu là động mạch, tĩnh mạch và mau mạch. Chúc mừng các em, các em đã trả lời đúng rồi đấy. Đây chính là động mạch, mao mạch và cuối cùng là tĩnh mạch. Ở động mạch thì máu chảy nhiều, tốc độ nhanh và có thể thành tia máu. Ở tĩnh mạch thì máu cũng chảy nhiều. Tuy nhiên thì tốc độ máu chậm hơn so với tổn thương ở động mạch. Còn với mao mạch thì máu sẽ chảy ít và chậm. Vì vậy, tùy dạng chảy máu mà chúng ta sẽ có những cách xử lý khác nhau. Để thực hành sơ cứu cầm máu thì chúng ta cần chuẩn bị bông, gạc, măng cuộn, măng thun, nước muối sinh lý hoặc cồn, dây garo, măng dán y tế và cuối cùng là kéo. Bước đầu tiên trong thực hành sơ cứu cầm máu thì chúng ta cần phân loại được dạng máu chảy. Nó là tổn thương động mạch, tổn thương tĩnh mạch hay tổn thương mao mạch sau khi đã phân loại được dạng máu chảy thì chúng ta sẽ thực hiện các bước sơ cứu để cầm máu với từng loại tổn thương trước hết là sơ cứu chảy máu mao mạch và tĩnh mạch em hãy tìm hiểu và nêu các bước sơ cứu để cầm máu với loại tổn thương này đúng rồi đầu tiên chúng ta cần dùng bông Gạc để bịt chặt vết thương cho tới khi máu ngừng chảy. Sau đó, sát trùng vết thương bằng cồn 70 độ. Hoặc chúng ta có thể làm sạch vết thương bằng nước muối sinh lý hay nước sạch. Bước cuối cùng, đặt tấm gạc sạch lên vết thương rồi băng kín vết thương bằng băng cuộn. Nếu như vết thương đó nhỏ thì chúng ta có thể sử dụng băng dán y tế tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu về cách sơ cứu chảy máu động mạch tùy từng vị trí động mạch mà chúng ta sẽ có những biện pháp sơ cứu phù hợp và trên đây là hai biện pháp phổ biến đó là biện pháp ấn động mạch ở vị trí tổn thương và biện pháp garo trong đó biện pháp ấn động mạch ở vị trí tổn thương là biện pháp dùng tay ấn chặt động mạch động mạch bị ép chặt giữa tay và nền xương làm cho máu ngừng chảy còn với biện pháp garo thì đây là biện pháp mà dùng dây cao su hoặc dây vải xoắn chặt để có thể làm ngừng sự lưu thông máu từ phía trên xuống phía dưới vết thương. Lưu ý là biện pháp này thì chúng ta chỉ sử dụng với vết thương ở phần tay và phần chân mà thôi. Trong biện pháp này thì chúng ta cần đặt vị trí của garo ở phía trên vết thương khoảng 5 cm. Vậy tại sao chúng ta cần đặt ở vị trí đó chính xác việc đặt garo ở phía trên vết thương giúp ngăn chặn dòng máu chảy từ tim đến vết thương từ đó có hiệu quả cầm máu bước tiếp theo đặt gạc ở vị trí định đặt garo sau đó đặt dây garo hoặc bằng thun và siết chặt dần đến khi máu ngừng chảy thì cố định lại dây. Chúng ta có thể thay thế dây garo hoặc băng thun bằng dây vải sạch có chiều rộng khoảng 4 cho đến 5 cm và một thanh gỗ hoặc thân của một chiếc bút bi. Cần ghi chú lại thời gian đặt garo vì chúng ta không nên buộc dây garo quá 1 giờ. Điều này thì có thể làm hoại tử phần cơ quan bên dưới chỗ thắt garo tiếp theo cần băng kín vết thương bằng gạc và băng cuộn rồi đưa người bị thương đến cơ sở y tế gần nhất vừa rồi thì chúng ta đã tìm hiểu về biện pháp garo với những thông tin đó thì các em hãy cho biết vì sao chỉ dùng biện pháp buộc dây garo để sơ cứu những vết thương chảy máu động mạch ở tay và chân chính xác vì tay và chân là những mô đặc nên biện pháp buộc dây garo mới có hiệu quả cầm máu còn đối với những vết thương chảy máu động mạch ở vị trí khác thì chúng ta chỉ dùng biện pháp còn lại đó là biện pháp ấn động mạch ở vị trí tổn thương tiếp theo chúng ta sẽ thực hành cấp cứu người bị đột quỵ nhưng trước hết chúng ta cần phải hiểu đột quỵ là gì đúng không nào đột quỵ hay còn được gọi là tai biến mạch máu não đây là tình trạng não bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cung cấp máu cho não bị gián đoạn hoặc bị giảm đáng kể vì vậy lúc này chúng ta cần hạn chế tối đa sự vận động của bệnh nhân các dấu hiệu đột quỵ có thể xuất hiện và biến mất rất nhanh lặp đi lặp lại nhiều lần bao gồm đột ngột hôn mê đau đầu dữ dội tê bì tay chân không nói được hay méo mồm ngoài ra còn có thể bị mất thăng bằng và giảm thị lực khi phát hiện người có biểu hiện trên thì chúng ta cần tiến hành sơ cứu theo các bước sau bước đầu tiên gọi điện thoại cấp cứu sau đó đặt người bệnh nóng nghiêng ở tư thế hồi sức cụ thể chúng ta cần quỳ xuống một bên của người bệnh đưa tay người bệnh ở tư thế vuông góc tiếp tục kéo tay đối diện của người bệnh đặt lên má lòng bàn tay thì hướng ra ngoài kéo chân của người bệnh co lên để lòng bàn chân tiếp xúc với mặt đất giữ tư thế đó và kéo người bệnh quay về phía của mình như vậy là chúng ta đã hoàn thành tư thế hồi sức rồi đấy theo các em tại sao chúng ta cần phải đặt người bệnh ở tư thế này đúng rồi đấy tư thế hồi sức đảm bảo sự lưu thông của đường hô hấp vì giúp lưỡi không tụt về phía sau gây tắc nghẽn đường thở và tránh sặc chất nôn vào đường thở. Sau khi đặt người bệnh nằm nghiêng ở tư thế hồi sức, chúng ta cần gọi thêm 2 đến 3 người hỗ trợ để đưa người bệnh lên cáng cứu thương. Một người nâng phần đầu và phần vai, giữ cho phần đầu không bị chấn động. Một người nữa nâng phần lưng và phần mông. Người cuối cùng thì nâng phần đùi và phần chân. Lưu ý là chúng ta cần di chuyển người bệnh nhẹ nhàng, không gây chấn động. Chú ý nâng phần đầu của người bệnh cao hơn chân để làm giảm nguy cơ phần đầu bị đọng máu. Cuối cùng, cô và các em sẽ cùng nhau thực hành đo huyết áp nhé. Huyết áp là áp lực của máu tác động lên thành mạch. Tim co giãn đều đặn, bơm máu vào động mạch theo từng đợt nên giá trị huyết áp thay đổi theo nhịp co giãn của tim. Giá trị huyết áp tối đa tương ứng với lúc tim co, còn giá trị huyết áp tối thiểu ứng với lúc tim giãn. Huyết áp có thể biến động tạm thời khi mà hoạt động thể lực hay xúc động. Do đó, để có kết quả giá trị huyết áp chính xác, người được đo phải ở trạng thái nghỉ ngơi và thư giãn. Việc đo huyết áp thường xuyên thì sẽ giúp kiểm tra, theo dõi sức khỏe, phát hiện sớm và điều trị hiệu quả bệnh cao huyết áp đồng thời hạn chế những tai biến do cao huyết áp gây ra. Để tiến hành đo huyết áp, thì bước đầu tiên, người được đo cần ở tư thế thoải mái, để tay lên bàn, quấn túi khí vừa đủ chặt quanh cánh tay, phía trên khỉu tay và cách nếp gốc khỉu tay khoảng từ 1 cho đến 2 cm. Sau đó, cố định lại. Bước thứ hai, ấn nút khởi động đo. Lúc này thì máy sẽ tự động bơm khí xả khí và cho ra kết quả cuối cùng. Bước thứ ba, khi quá trình đo hoàn thành, chúng ta chỉ cần đọc kết quả hiển thị trên màn hình của máy đo. Ở đây thì sẽ có trị số huyết áp tối đa, trị số huyết áp tối thiểu và nhịp tim. Trên đây cô có kết quả đo huyết áp của một người. Em hãy quan sát thật kỹ và đọc trị số huyết áp tối đa, huyết áp tối thiểu, nhịp tim của người này. Chúc mừng Kem, các Kem các đã trả lời đúng rồi đấy. Huyết áp tối đa của người này là 120. Huyết áp tối thiểu là 70. Và nhịp tim là 60. Thông tin vừa rồi đã khép lại bài học của chúng ta ngày hôm nay. Cảm ơn Kem đã chú ý theo dõi nội dung bài giảng. Hãy truy cập trang web olm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Đừng quên ấn theo dõi kênh Học trực tuyến OLM nhé! Cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những video tiếp theo.